Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của công ty luật CIS. Trong chuyên mục bản quyền sở hữu trí tuệ ngày hôm nay, phòng sở hữu trí tuệ sẽ trả lời câu hỏi của chị Lê Thị Hằng ở Tiền Giang gửi qua email sở hữu trí tuệ a@cis.vn như sau. Xin chào luật sư, tôi có mở một công ty chuyên bán gạo ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Khi tôi đi làm công bố chất lượng, đăng ký mã số, mã vạch để bán hàng trong siêu thị, thì họ hỏi tôi về giấy phép sử dụng thương hiệu. Tôi nói đây là tên tôi tự nghĩ ra, chỉ thuộc sở hữu của tôi. Nhưng họ nói là phải làm thủ tục đăng ký thương hiệu gì ở sở hữu trí tuệ. Vậy thủ tục đăng ký thương hiệu gạo là gì? Làm thế nào? Xin luật sư hướng dẫn. Phòng sở hữu trí tuệ xin phép chuyển câu hỏi cho luật sư Trần Lê Khanh trả lời câu hỏi này cho chị Hằng. Mời chị cùng các bạn theo dõi. Xin chào luật sư. Xin luật sư cho biết tại sao lại cần thiết đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo? Xin chào các bạn. Việc đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo có rất nhiều lợi ích mà các đơn vị kinh doanh gạo cần chú ý. Thứ nhất, việc bảo hộ thương hiệu là cơ sở pháp lý vững chắc, xác nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với thương hiệu trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm gạo. Thứ hai là để đảm bảo không bị bất kỳ ai ngăn cấm sử dụng logo, thương hiệu trong hoạt động kinh doanh sản phẩm gạo. Thứ ba, giúp ngăn chặn hành vi sử dụng thương hiệu, logo tương tự gây nhầm lẫn với thương hiệu gạo của mình đã đăng ký. Cuối cùng, đó là một cơ sở để thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu hoặc hưởng quyền ưu tiên trong trường hợp nộp đơn trực tiếp tại quốc gia đăng ký. Việc đăng ký thương hiệu gạo tại nước ngoài giúp doanh nghiệp tạo lập, giữ vững và phát triển thị trường xuất khẩu gạo, chống lại các hành vi vi phạm, cạnh tranh không lành mạnh hoặc chiếm đoạt của đối thủ cạnh tranh hoặc những kẻ trục lợi. Hiện nay có nhiều thương hiệu đăng ký cho sản phẩm gạo không thưa luật sư? Hiện nay đã có rất nhiều thương hiệu gạo được đăng ký bảo hộ. Tôi xin đưa ra một số ví dụ như sau. Thương hiệu Lộc Trời của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời. Thương hiệu Yến Gạo của cơ sở Ngô Thị Hồng Yến. Thương hiệu Đông Xuân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lương thực thực phẩm Đông Xuân ở Cần Thơ. Thương hiệu Anzimac của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang ở An Giang. Và đặc biệt là có một thương hiệu Phú Thủy của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thủy ở Ninh Thuận đã đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định bảo hộ tại Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ. Chúng ta có thể thấy không phải chỉ những công ty lớn mới đăng ký thương hiệu mà ngay cả những cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ ở các tỉnh, miễn là có đưa sản phẩm gạo ra thị trường thì họ cũng đã đăng ký thương hiệu gạo từ rất sớm. Xin luật sư cho biết quy trình thủ tục đăng ký thương hiệu sẽ qua các bước nào ạ? Theo quy định thì hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo sẽ được xử lý theo các bước sau. Thứ nhất, nộp hồ sơ. Thứ hai, thẩm định hình thức sẽ được xử lý trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Đơn hợp lệ sẽ được công bố trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày hợp lệ. Thứ ba, thẩm định nội dung, 9 tháng kể từ ngày công bố đơn. Cuối cùng là cấp văn bằng bảo hộ. Các bạn có thể tham khảo mẫu hồ sơ đăng ký thương hiệu tại website cis.vn. Đường link được để bên dưới ở phần mô tả. Sau khi được cấp văn bằng thì thương hiệu sẽ được bảo hộ trong thời gian bao lâu thưa luật sư? Văn bằng bảo hộ thương hiệu sẽ có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam và được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm. Không biết là việc đăng ký có dễ không? Và các đơn vị có nhu cầu đăng ký cần lưu ý những gì? Không phải thương hiệu gạo nào đăng ký cũng thành công mà cần đáp ứng nhiều điều kiện. Để việc đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo được thành công, bạn cần lưu ý một số điều sau. Logo thương hiệu gạo đăng ký bảo hộ phải không chứa những dấu hiệu mà pháp luật cấm như quốc kỳ, biểu tượng quốc huy của các nước, tên của cơ quan tổ chức nhà nước của Việt Nam và quốc tế. Tên gọi thương hiệu gạo cần có ít nhất một yếu tố tạo được tính phân biệt. Những trường hợp bị coi là không có khả năng phân biệt như là từ ngữ, hình vẽ chỉ về lĩnh vực gạo như rice trong tiếng Anh, hình bông lúa, hạt gạo, v.v. hay có tính mô tả như gạo Việt Nam xuất khẩu, đặc sản Tiền Giang, gạo ngon bổ rẻ, v.v. Quan trọng nhất là tên gọi thương hiệu gạo đăng ký phải không được trùng lập hoặc tương tự gây nhầm lẫn với bất kỳ thương hiệu nào của những người khác đã nộp đơn trước. Xét trên phương diện cấu trúc, phát âm, nội dung ý nghĩa và cả hình thức thể hiện,
Việc kiểm tra này cần được thực hiện bởi tổ chức chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong đánh giá và lên phương án giải quyết nếu phát hiện có khả năng tương tự với tên gọi logo của người khác. Xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư. Như vậy, qua chia sẻ của luật sư đã giải đáp được câu hỏi của chị Hằng về thủ tục đăng ký thương hiệu gạo. Nếu cần tư vấn cụ thể hơn hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy gọi qua số điện thoại của công ty luật 028 3911 8580 hoặc qua email sở hữu trí tuệ@cs.vn. Công ty luật sẽ chọn lọc ra những câu hỏi hay và nhiều người quan tâm để thực hiện video giải đáp cho các bạn. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi nhiều video sở hữu trí tuệ nữa nhé.